Em chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên thanh lý xả vườn này. Có mỗi cái sản phẩm thì em còn một ít, cho nên là sẽ lên xả sập sàn cho cả nhà. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan thì em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những cái đơn hàng của nhà em thì đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship ở bên em thì bình thường ấy, thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm 33.000 đến 60.000. Nó sẽ phụ thuộc vào cái cân nặng sản phẩm mà mọi người mua. Nhưng mà trong cái đợt này nhà em sẽ hỗ trợ ship cho mọi người trong vòng một tuần. Có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 15 dương lịch nhé cả nhà nhé. Phí ship tất cả sẽ đồng giá là 33k trên một đơn hàng nhá. 33k trên một đơn hàng, nghĩa là khi mà mọi người ví dụ mọi người mua một giỏ quế và một đơn trâu, cái phí ship cũng vẫn cứ đồng giá là 33k, không tính theo cân nặng nữa. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp em là phí ship em chỉ hỗ trợ cho mọi người trong khoảng tầm một tuần thôi nhá mọi người nhá. Đây mở đầu cái phiên ngày hôm nay thì em có một cái giỏ quế trắng tháng 8 hàng lá xếp này. Đây siêu to khổng lồ luôn nhá, lá xanh mướt luôn, chuẩn quế trắng tháng 8 luôn nhá cả nhà nhá. Hàng lá xếp này, toàn là ngọn to thôi. Đây. Cái giò này này. Em xin phép bán với giá là 5.500.000. Đây các bác nhìn nhá. Vòi hoa cũ của nó này. Đây, toàn bộ những cái cuống hoa cũ đây nhá cả nhà nhá. Quế trắng tháng 8 đi không phải bàn nhiều rồi. Thơm lắm, thơm nức mũi luôn. Đây này, đây nhá cả nhà nhá. Đây ạ, mặt hoa của nó đây. Và mấy nữa đến cái mùa hoa của nó đi ạ. Cái giò quế này của mọi người này, nó sẽ đúng như này nhá. Nó bung hoa ra đúng như thế này. Rất là sai bông này. Đây chỗ này nó phải mười mấy ngọn, phải tầm sấp xỉ 20 ngọn này. Nhiều quá không đếm được. Ngọn mẹ ngọn con nó đầy ạ. Nó đua ra này, đây này. Và những ngọn dài là xếp nhá, to lắm luôn. 5.500.000 nhé cả nhà nhé. Đẹp chưa? Xanh mướt luôn nhá. Đây, quế trắng tháng 8 đây. Hoa thơm lắm cả nhà ơi. Cuống hoa cũ Quảng Nguyên này. Đây cái giò này thì mấy nữa vào mùa của nó thì các bác chỗ này phải được rơi vào mấy mấy ngồng hoa luôn. Đây này to chưa, em đứng xa ra cho mọi người nhìn rõ nhá. Rất là to luôn mà xanh mướt luôn nhá. Không lỗi lầm gì luôn. Đây tiếp theo video thì em sẽ lên xả nốt một số cái mai hàng hiện đang có sẵn tại vườn em nhé. Mỗi một sản phẩm thì còn là một vài giò. Đây đầu tiên nó là cái hàng quế này. Quế tháng 8 cái này nó là cái giò trung bình nhá. Q1 này 900k này. Đấy có bà nào rảnh giúp không? Bê hộ cháu, cháu quay. Cái này phải bê lên nó mới rõ. Q1 này 900 này. Ôi, bao nhiêu là ngọn luôn. Cái giò này nhá, nó phải trên chục ngọn, sấp xỉ 20 ngọn này cả nhà này. To lắm. Dễ này. Q1 900, tiếp theo xong Q2 này. Ôi giời. Q2 này, giò này 800 nhá. Ngọn này, ngọn tương đối to nhá. Rồi. Q3 này. 800 giờ này nhá. Đây này mọi người nhìn này. Ui,
xếp nhá mọi người nhá, là xếp này, ngọn tương đối đều nhau nhá. Q3 800k. Toàn bộ đã là hàng thuần rồi nên về mọi người chỉ việc treo lên chơi thôi. Q4 này, 800 này. Đây cái giò này rất là đẹp luôn, ngọn đều nhau luôn nhá. Ngọn đều nhau tam tắp luôn này. Đây mọi người này, cái cuống hoa cũ này. Đấy. Đẹp luôn, 800 nhá, Q4 này. Tiếp theo sang Q5. Q5 này, con này của em 900 này. Giò này mới đẹp này. Xếp nhá. Bây về thì mọi người tách cái này ra, xong ở chỗ này nó có một ngọn thì mọi người ghép lên cho em nhá. Đây này. Đẹp lắm, giò này đẹp dã man luôn, 900 nhá, Q5 này. Tiếp theo sang Q6 này. Q6 này 750 này. Đấy. Ui. Mấy cái giò này đẹp đấy. Rồi, thôi xong rồi. Q7 này. Đây Q7 này, Q7 này. Cái này hàng nhỏ nhá. Q7 này, chậu nhỏ này. 350k này. 350 nhá. Q8 370k. Đây, 370 này. Q10 này. Em bị làm nhảy cóc, không có Q9 sang Q10 luôn nhá. 370 đây. Những cái lá vàng này này là do nó được nắng nhá, cho nên nhìn cái lá nó mới vàng vàng mọi người nhá, không phải bị bệnh đâu ạ. 11 này, 360 này. Đây. Rất là nhiều luôn, những cái này nó phải trên chục ngọn. Sang Q12. Q12 là em sang cái mã sóc này. Sóc tím nhá. Sóc tím hoa mùa hè, đây hàng đang nụ đây cả nhà này. Trung bình một cái chậu như thế này thì nó cứ khoảng tầm 4-5 ngọn. Đây cả nhà này nụ này. Đấy. Cái Q12 này của em 420k nhá. Đấy, em lấy cái mặt hoa sóc cho mọi người xem. Đây, sóc tím đây ạ. Sóc tím nhá. Sai bông nhá. Vòi hoa dài này, hoa rất là thơm luôn. Q13. Đây một giò sóc tím nữa này, giò này 400k này. Cái này nó là cái hàng rừng nhá mọi người, cho nên là lá của nó sẽ không được xanh mướt đâu nhá. Hàng này là hàng thuần rồi cho nên về mọi người cứ treo lên này cho em. Tuần tưới B1 một lần, hàng ngày thì tưới nhá mọi người, phun ở gốc cây nhá. Đừng phun đẫm vào những cái ke lá này, nó cứ động lại rất là dễ thối. Q14 này, 380k. Một giò sóc tím này. Q14, 380. Đó. Đây. Sang Q15 này. Q15 này em có cái chậu này, nó là cái hàng tam bảo sắc hoa trắng, tam bảo sắc đột biến hoa trắng nhá. 600k. Đây. Những cái vết đen này này là nó bị cháy lá đấy cả nhà nhá. Đó. Tam bảo sắc hoa trắng, lá mít này. Lá mít xếp nhá. Đó, 600. Đây là mã Q15. Đây, để em lấy cho mọi người xem cái mặt hoa của tam bảo sắc. Trắng mút luôn nhá các bác nhá. Đây mặt hoa này. Trắng mút luôn, thơm lắm. Q16 này. Con này 550 nhá. Cũng là tam bảo sắc hoa trắng đây. 550. Lá mít xếp. Con này thì nó bị bỏ mất một lá nhá. Đây bỏ mất một lá. Nhưng mà nhìn tổng thể đúng không? Nó còn rất là đẹp nhá. Có ít cái nhạn muốn chia sẻ cùng cả nhà này. Đây nó là cái hàng nhạn giống nhá các bác nhá. Một cây như thế này thì em bán với giá là 150k. Đây. Nhạn 4N nhá. Đột biến 4 sắc thể đấy ạ. Đây mặt hoa đây cả nhà này. Cái nhạn này thì hoa của nó cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm nhá cả nhà nhá. Đây hàng lá xếp đây.
Đây mọi người này. Đẹp ngất luôn. 150k một em nhá. Đẹp lắm. Đây tầm này là bắt đầu rễ nó đang phát triển thế này cả nhà này. Đẹp chưa? Chấm mét luôn nhá. Các bác nào mà có sở thích chơi những cái cành nó cong cong, nó kiểu mà đây này nó kiểu cong cong, hơi cong cong một chút nhá, nhà em cũng có nhá. Đây nhưng mà cái cành cong thì chỉ có ít thôi, chỉ có một vài cái thôi. Hàng hiếm đấy ạ. Đây này mọi người nhìn này. Đẹp nhá, lá xếp nhá. Đây mọi người nhìn này. Nó cái bố cục của cái cây này nó sắp xếp này, đúng như một cái bàn tay này, nó đây này, nó chung chung này này, xòe xòe đúng kiểu như này nhá. Cây rất là đẹp luôn.